Suy cho cùng thì ai cũng phải một lần chơi Roblox thôi các bạn ạ. Trước đây tôi cứ nghĩ Roblox thì ai thèm chơi. Nhưng sau khi nhìn vào cái lượt view này thì tôi đã phải suy nghĩ lại rất nhiều. Rất nhiều đấy nhá. Vậy nên sau khi suy nghĩ kỹ, tôi nhận ra công thức để nhiều view không nhất thiết là bạn phải học dốt toán. 3 x 9 là bao nhiêu nhỉ? 3 x 9 32. Ảo thật đấy. Thay vì thế tôi nghĩ là tôi sẽ chơi tí Roblox. Và nếu có nhu cầu các bạn hãy truy cập vào cày game giá rẻ.com, một nơi uy tín để các bạn có thể mua Robux này, mua game pass này hay là thuê người cày thuê. Nếu có nhu cầu hãy truy cập vào cày game giá rẻ để có thể được cày game với giá rẻ. Ok. Bây giờ chơi như này nhá. Chơi như này. Thằng nào về cuối của một cái map thì loại thằng đấy ra. Một. Từ anh Dương vào đây. Dương, ok. Một. Từ từ, anh em ơi, không được đứng chạm chân vào vạch vàng. Tao thể tao để thế này tao bắt cua được luôn. À, không được chạm chân vạch vàng nhé. 3, 2, 1, bắt đầu. Trời này căng thẳng phết, kiểu thằng nào về cuối. Ai rơi rồi cả nhà. Mẹ chạy quá nhỉ. Mọi người nhảy sớm nhá, không là rơi xuống vực đấy. Đâu còn mẹ mày, tôi rơi rồi. Đâu rồi. Anh tô ba. Không, nhiều người bị rơi cực, Thì thằng nào về cuối cùng thì thằng đấy bị loại, đứng yên đây chờ. Bố mẹ mất nhiều thì chẳng nhiều người rơi cực. Không, bố mẹ bảo đi công tác một tí, một tuần sau hai anh em cùng người rơi. Stop it. Get some help. Còn ai kia, người bị loại kìa. Người bị loại kìa. Ai đây? Công. Ba quá. Công bị loại rồi nhá. Công đứng yên đấy nhá, công nhá. Ta phải đứng yên là ông rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Ui mẹ. Ơ? Sao em đeo được boost speed nhỉ? Không tăng tốc nữa. Ơ, vẽ rồi. Tức là mày bị lát, tức là mày bị sớm quá. Mọi người phải vậy. Ơ! Ngài rơi rồi. Chết rồi. Không tăng tốc được. Anh tăng tốc được mà. Em bơ à. Chạy, chạy. Không thể bị loại được. Này Dương, nhìn này, mẹ cái map này tao nhảy phát ăn luôn. Ảo thật đấy. Nhưng mà mày bị loại rồi, im đi. Tức vai bểu. Sao anh nhiều. Yes sir. Ai về cuối? Không phải anh, yes. còn xem nào. Chết chắn còn, kia kìa. Thấy một con gì đang nhấp nhả, đang bay đến kìa. Ôi mẹ, có mấy đứa còn đang đi từ đoạn đầu. Ai đấy. Không biết ai. Người mà mọi người bảo chạy từ đầu ấy là tôi. Ai đấy. Kinh ti lại là. Kinh ti lại là. Người nữa kìa. Người nữa thằng đéo kìa. Cuối thì chịu rồi. Anh Hoàng bị loại. Xem ai kìa. Có người sau. Có người sau là ai? Bây giờ quay lại kiểu gì? Không quay lại được anh, không quay lại được. Anh chờ xem, từ xem. Địt mẹ chắc người lạ rồi. Chắc người lạ rồi. Người lạ à? Như kia em bơ bị loại rồi. Em đã loại đâu? À em cry. Đó là em cry. Em cry bị loại từ đầu rồi. Ok, tức là kinh ti bị loại rồi. Nào, chuẩn bị nào đâu. Ok, chắc chắn kìa. Chạy. Nào, từ từ. 2, 1, bắt đầu. Mọi người hiểu đếm xong im lặng. Nhảy lên đầu mẹ thằng đéo nào, tao bay. Bay mày. Ôi, cam go quá, cam go nhảy quá. Sao bố ơi, vừa nhảy vừa cái đéo vừa quay tay. Yes. Không thể bị mắc phải sai lầm. Anh lại về thứ ba. À, thằng nào nó rơi kìa. Thằng công rơi. Loại rồi, thằng công đang chơi thôi. Em kinh. Em GNDTT ơi, em kém quá. Chơi được. Nope. Ai vừa lớp. Ai vừa lớp bị loại. Yes. Nhảy sẵn đấy kìa. Dạ, đấy cần rơi. Lại chuẩn bị rơi. Được rồi. Em vừa thấy ai đó vừa rơi. Cái đoạn này rơi cay cực. Anh tưởng. Bây giờ còn những ai đứng ngang ra. Còn ai bị loại rồi thì đứng ở đằng sau. Ai bị loại này. Dương này. Nhất Duy này, Amber này, với anh à? Với cả Tiber à? Em bắt đầu lại trật tự ấy, mọi người không nói nữa à? Căng thẳng bắt đầu vậy. Ít người căng thẳng. Trời hát Roblox. Trời hát Roblox. Căng thẳng. Dí lê. Căng thẳng quá. Anh lại thắng rồi. Yes.
Thao, Tiberus lại. Đâu, mạnh kia. Mạnh bị lại trước đấy rồi, Tiberus đi sau. Thế ai của ấy? Còn ai đây? Ôi oh nào. Nhảy nhìn cấu. Okay. À đâu? Cái gì vậy? Thằng 17 về chưa? 17 bị lại rồi. 17. 17 bị loại rồi. Video của anh mà bị vàng tiền chỉ vì em tên là Mạnh Kim To ấy thì mạnh ạ. Mọi người qua màn đi. Mọi người qua màn nhìn này. Ui thôi xong. Ác mộng của anh ấy. Dưới chơi đồ nhiều quá mẹ. Từ từ ta. Vậy còn những ai hả? Ai em bị loại rồi thì đứng ở dưới nào. Hoàng quá kem cái loại. Em không hề kem kém, ban đầu là em bị ngợp vì trò này nó nhìn. Đúng rồi, ban đầu em ngợp. Thì là kem kém rồi. 2, 1, bắt đầu. Nào đi cho mọi người. Đi thôi. Đầu ai đi. Ôi cẩn thận nhá, cái này dễ dàng cực. Thằng Dương nó cứ nhảy. Ember đừng. Người rơi rồi. Cứ như nhảy. Ember ơi, em không thể thắng anh được. Mẹ. Bố anh nhảy trong chiêu quá Lìn. Đua. Đấy đua mà cứ đi bầu cái đéo rồi. Em ơi. Đi. Còn cái quá lại rơi rồi. Ai rơi đấy tên vừa à? Rơi mẹ rồi. Em bờ rơi đi em. Em bờ rơi đi em. Rủa em. No. Yes. 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 Tôm top 3. Tôm top 3. Cái này rơi quá không rồi, được. Ai đến sau thì cũng gọi là bị lại rồi, Tiber lại rồi. Không, anh không thua. Em phải vô địch chứ. Nào, bây giờ còn Dương này, còn anh này, thằng Ember thôi đúng không? Đúng vậy. Nào. 1. Đi chơi nhá. 3 2 1. Bắt đầu. Căng thẳng im lặng. Im lặng. Im lặng rồi. Rơi rồi, đi. À, yes. Đéo được. Em mờ, sao em lại cứ kem kém thế hả em? Em biết điều gì không? Em vừa vào cái bàn chơi đồ này. Mẹ. Em đồ đâu? Em vào cái bàn chơi đồ rồi đây. Đi lại rơi, à! Khả năng thằng Dương về sau anh. Dương ơi, em kem kém quá. Em thấy là kêu bị loại nên em không cố thôi. Bàn này em thấy hơi lát. À thế à? Sao? Nhá, nhớ là lát đấy. Thụ. Anh Dương ơi, dừng điệu nhảy đâu. Sao mày thụi mẹ nhảy điệu đấy? Thằng Ember bị loại rồi đúng không? Từ nhưng mà chờ anh em về để anh em chứng kiến chứ Dương. Rồi nha, chung kết à? Từ để anh em sang đã. Anh em sang để anh em chứng kiến chung kết mà. À, em Dương bắt đầu ở đây à. 3 2 1. Bắt đầu kìa, chạy đi. Thằng gió Dương chạy trước mình là sao? Quê nhà rồi. Không. Nó cứ ở ngay trường trước mặt anh ấy. Ồ, anh vườn vượt tôi. Anh vượt rồi. Đéo đâu mà anh vườn vượt. Tao vượt mày rồi. Anh thắng rồi. Anh thắng. Mày bị điên à? Tao ở đây rồi. Mày bị điên à? Tao phim à? Tao quay rồi. Nhìn nha. Đây mọi người, đây livestream luôn do anh thua anh. Quê mùa này. Mẹ. Vườn vượt rồi. Anh thắng rồi. Nhìn này. Mẹ. Vượt thằng Dương. Được rồi, mày cho xem recording đi để anh cho mày xem sau. Đây nha. Đây. Thấy không? Nhìn nha. Ờ. Đây nhá, từ đoạn này nhá. Tao đang bảo kém cỏi. Xong anh kiểu đi. Rồi, xong anh bảo là nó cứ nhảy trước mặt anh. Xong chưa? Đấy đó. Mấy cái đoạn này anh kiểu anh vườn vượt rồi. Anh vườn vượt rồi. Bình tĩnh cứ xem. Anh đéo đâu mà làm đi. Cứ làm đi, cứ xem. Thằng đéo là nhìn này. Nhìn này, anh vườn vượt rồi. Anh vườn vượt rồi. Mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Tao đã cầm đấy. Tao đánh vỡ mồm mày ra rồi. Chào mọi người. Hello anh em. Hôm nay thì mình cũng đang làm dở việc 4 giờ sáng thì mình về đây mình quay cái clip này. Tại hello mọi người, mình vừa chuyển qua cái này tại vì mic nó rõ hơn thì mình có thể nói đúng cái suy nghĩ của mình, đó là sắp đến kỳ thi đại học rồi. Mình chúc ba em Nhất Duy này, em Vũ Trọng Khánh Duy này với cả em Deadpool, em Duy Anh là sắp tới cái kỳ thi đại học các em thi làm sao cho nó tốt. 3 thằng nhá,
Tôi không biết bọn nó học 12 năm hay là bọn nó học 12 năm thì bọn nó chơi điện tử hết 7 năm rưỡi. Tiếp đây thì mình cũng chúc các anh em 2K3 sắp tới thi làm sao cho nó tốt. Không biết là có giúp được nhiều các em không, nhưng mà mong là nó cũng có ảnh hưởng tốt. Thế thôi nhở. Nói chung là mình đầu tóc tai các thứ gọn gàng vào giữa đêm để chúc các bạn, thì các bạn cố gắng làm sao thi cho tốt đấy. Ba em nhất Duy nhá, Duy Anh với cả Nguyễn Trọng Khánh Duy, thì làm sao cho tốt vào đây nhá.